Bô khỉ, sửa cái nhà mà lên mạng hỏi ý kiến, kiểu gì cũng thành nồi cam lợn. Không biết là có phải không, chứ mình thấy nhiều người tư vấn cực kỳ lên chuẩn luôn. Hôm trước ấy, sau khi ốp lát cái nhà tắm, xong đến cái giai đoạn chít mạch bằng xi măng trắng, rất nhiều người cản luôn, comment bảo là sau này sẽ rất là bẩn. Ban đầu thì mình cũng không tin đâu, nhưng mà đúng nhá, sau vài hôm mạch ố vàng luôn. Thế là mình quyết định gọi đúng cái ông comment đấy sang nhờ tư vấn. Sau khi chọn màu xong thì mình quyết định cái nào chưa chít xi măng thì mình sẽ chít mạch bằng keo này, còn nền nhà nào mà đã làm xi măng rồi ấy thì mình cũng cắt và cậy hết lên. Tao nói lúc cắt nó bẩn vãi cả trưởng luôn, mà đã tốn thì thôi cố gắng tốn cho nó một thể. Mà người ta cẩn thận lắm, dùng cả giấy ráp để làm sạch cái bề mặt đá. Sau khi làm sạch mạch thì người ta sẽ dùng keo để chít vào, mà mạch này thì phải chuẩn 2 ly thì mới đẹp mọi người ạ. Mà keo này thì người ta dùng máy để chít nên mình thấy cũng khá là nhanh. Sau khi chít xong thì sẽ dùng một cái dụng cụ nhìn trông khá là lạ để mít mạch, xong rồi thì chỉ cần chờ keo khô thôi, tầm khoảng 2-3 tiếng gì đấy. Và cuối cùng là bóc keo thừa và làm sạch. Keo thừa này thì khá là dễ bóc nhé, và đúng cái kiểu bóc xong và làm sạch thì một trời một vực luôn, đẹp phát cả trưởng. Mạch của nó đẹp, đều tăm tắp luôn, mà không hề bị bám bụi bẩn gì cả nhá, cứ dội nước là sạch bong luôn. Mọi người nhìn trước và sau này, thực sự là quá ok luôn. Mà nhà bạn nào mà đang làm đến cái công đoạn chít mạch này ấy, thì thử dùng keo này xem, khá là ok nhá. Nằm dưới trời nắng hơn 12 giờ trưa và kiểm chứng 3 sản phẩm chống nắng quốc dân, và kết quả thực sự là bất ngờ. Đầu tiên là Sunplay đỏ ở số 1 với SPF 81 và PA 4 cộng. Thứ hai là Skin Aqua, cái này là vợ mình đang xài, SPF 50 cộng và PA 4 cộng. Ô số 3 là chống nắng dạng xịt Recipe, cái này là sản phẩm mình đang sử dụng với SPF 50 cộng và PA 4 cộng. Và ô cuối cùng thì mình sẽ không sử dụng chống nắng. Tất cả thì đều test dưới cùng một điều kiện thời tiết nắng gắt 40 độ trong cùng một tiếng đồng hồ. Và đương nhiên là không có ai dở hơi mà dùng chống nắng rồi nằm ngoài trời như vậy cả. Và mỗi loại da thì sẽ có sự phù hợp khác nhau, nên đây sẽ là quan điểm của cá nhân và hiệu quả riêng trên da của mình, để mọi người có thể tham khảo thêm. Sau một tiếng thì phần lưng của mình nó rất là rát, đặc biệt những vị trí không có sản phẩm chống nắng, và kết quả cho da cũng đã có sự khác biệt, và ngày hôm sau thì rõ ràng luôn. Thực sự là mình không bất ngờ với khả năng chống nắng của Sunplay đỏ và Skin Aqua, bởi vì hai con hàng kem này đã được ưa chuộng và sử dụng rất nhiều rồi. Nhưng bất ngờ nhất là chống nắng dạng xịt Recipe, cái khả năng chống nắng của nó khá là tốt và không hề bị đỏ rát hay là sạm da. Mình biết có rất nhiều kem chống nắng tốt, nhưng mà mình thích cái dạng xịt hơn vì nó tiện, thay vì là phải thoa thoa bôi bôi rất là mất thời gian. Anh em con trai như mình thì trước khi đi đâu cứ xịt vài cái là xong. Nó tiện dụng dùng cho cả mặt hay là body mà không hề bị bết dính hay là nâng tông. Trông nó rất là tự nhiên ấy, đặc biệt là với những người da nhiều mồ hôi như mình thì chắc chắn sẽ thích cái khả năng chống nước và chống trôi của em này. Nó rất là phù hợp để đi biển hay là đi bơi. Bên trong nó thì cũng có những cái thành phần tự nhiên giúp hồi phục da sau cháy nắng cũng rất là ổn áp. Ngoài ra thì với thiết kế cái phần nắp có thể đổi màu khi gặp tia UV, nó giống như là một lời nhắc nhở mình không quên chống nắng khi mà đi ra ngoài. Vậy nên mọi người nếu cũng giống như mình, vừa thích sự tiện lợi, vừa chống nắng tốt mà lại tiết kiệm thời gian, thì có thể cân nhắc cái sản phẩm xịt này và giỏ hàng nhé. Đang lắp cửa mà khoan nhầm ống nước thì xử lý như thế nào? Không hẳn là do tay nghề non, nhưng mà mỗi căn nhà lại có cái cách thiết kế đường ống nước không giống nhau, nên trường hợp khoan phải ống nước là điều vẫn có thể xảy ra. Và đây là cái cách mà bên mình xử lý tốn ít chi phí nhất. Đầu tiên sẽ là xác định vị trí thủng, sau đó sẽ đục sâu vào để lộ đường ống nước. Ban đầu mình nghĩ cách dùng ốc để xoáy vít vào cái chỗ thủng, sau đó dùng keo để bít chặt lại khá là khả quan. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thì vấn đề xảy ra là ống nước bị xuyên thủng qua chứ không chỉ riêng một lỗ. Nên cách cuối cùng sẽ là đục rộng ra để có chỗ cựa, sau đó sẽ là cắt ngang cái ống nước, dùng máy hàn rồi thay thế cái ống nối. Có lẽ đây là cái cách tuy không nhanh nhất nhưng mà nó sẽ chắc chắn nhất và cũng an toàn nhất. Sau khi lắp vào và kiểm tra nước không bị rò rỉ thì sẽ tiếp tục chát lại rồi đợi xi măng sao cho cứng, và cuối cùng vấn đề đã được xử lý xong. Một chiếc cửa lùa ban công khá là đẹp, chất liệu thì mình làm bằng nhôm sinh pha, nó có thể lùa hai bên khá là tiện lợi, cách âm cũng khá ổn. Bên dưới dây thì mình làm cao để nhỡ có mưa ngoài ban công thì sẽ không bị ướt ở bên trong sàn gỗ. Mọi người thấy xử lý như thế này đã ổn chưa nhỉ? Bảo sao cứ hè đến là chơi game rất khó leo danh. Các cao thủ được nghỉ hè nên đừng có bất ngờ khi thấy Zuka mới đi đường giữa nhá. Nhưng phải công nhận là đeo em tai nghe này mà chơi game thì cực kỳ là chất luôn. Chỉ hơn 4 lít là bạn có thể sở hữu một em tai nghe có thiết kế đặc biệt mà đầy đủ tính năng. Từ việc pin trâu, thao tác kết nối đơn giản, Hyton S3 này thì sở hữu Bluetooth 5.4, giúp cho độ delay cực thấp khi chơi game, gần như là bằng không luôn. Thao tác thì cực kỳ đơn giản, một chạm là dừng hoặc phát nhạc, giữ một giây là qua bài hoặc trở lại bài cũ. Và với thiết kế kẹp tai cực lạ nhưng lại rất nhẹ như vậy sẽ giúp cho anh em giữ được sự chắc chắn trong khi luyện tập. Đặc biệt là những em nào mà hay bị đau tai khi đeo tai nghe thông thường thì đeo em này lên sẽ rất dễ chịu, kể cả là đeo lâu luôn. Tóm lại là một chiếc tai nghe có chất âm tốt. Hiệu ứng âm thanh toàn cảnh 360 độ ACS có chống ồn chủ động bằng AI, sạc nhanh 10 phút thôi mà dùng tận 2 tiếng thì thực sự là quá ngon trong tầm giá. Vậy nên anh em cứ tin tưởng và trải nghiệm nhá. Biết là nhiều người sẽ bảo là không an toàn, nhưng mà thực sự cửa sổ chung cư mà để khung gỗ như thế này thì rất là bí. Không chỉ vậy, đồ thẩm mỹ cũng không hề có luôn. Thế nên là mình cũng quyết định sửa nhà là đem bỏ hết cái khung gỗ và sơn lại. Thành ra cái cửa sổ vừa thoáng lại vừa đẹp, nhưng mà để an toàn và thẩm mỹ hơn nên mình quyết định đặt cái rèm cầu vòng về. Cửa nhà mình thì là hình vuông, góc cạnh thì đều là 1.5 m, nhưng mà muốn đặt rèm vừa gọn vừa đẹp thì kích thước phải giảm một chút so với kích thước thật, gần 1 triệu một bộ rèm mọi người ạ. Mình đặt cái loại cảm sáng 95% nên giá cũng hơi khoai. Cụ thể thì nó sẽ bắn vít và khoan vào trong lòng cửa, và sau
sau đó là chỉ cần ấn khớp hai đầu là cửa chắc chắn luôn, kéo lên kéo xuống rất là dễ dàng. Nó gọn mà đẹp thực sự luôn ấy. Chưa biết là độ bền của nó như thế nào nhưng mà thực sự là độ thẩm mỹ và an toàn cũng tăng đáng kể luôn. Nhà bạn nào mà đang có nhu cầu làm rèm cửa kiểu này thì có thể tham khảo nhé. Cần gì phải bỏ ra cả chục triệu để mua ghế chơi game, trong khi đó chỉ hơn một củ khoai thôi là đã sở hữu ngay một em ghế gaming rất xịn sò rồi. Điển hình thì đây là một chiếc ghế gaming giá rẻ sau 3 năm sử dụng, cảm nhận của mình thì vẫn cực kỳ là tốt luôn. Tuy nhiên thì mình mới tìm được một chiếc ghế gaming khác, không chỉ vì giá mà chất lượng lại tốt hơn rất nhiều so với chiếc ghế mình đang sử dụng. Một chiếc ghế gaming của nhà Centao. Điều bất ngờ khi mua ghế, mình còn được tặng kèm cả một cái tai nghe trị giá cũng phải 4-5 lít. Chân ghế thì làm bằng kim loại, về lắp ráp thì cũng rất là dễ dàng nha. Đây là Centao Gundam, ghế gaming phân khúc hơn 1 triệu, nhưng cá nhân mình thấy thì nó đáng tiền tới từng xu luôn. Đệm ngồi được đúc nguyên khối, khá là dày dặn và chắc chắn. Phủ bên trên thì là lớp da PU mềm mại nên khi ngồi rất là thoải mái. Khác với các dòng ghế cùng phân khúc, độ ngả ghế của em này thì rất phù hợp để thư giãn khi làm việc mệt mỏi. Có đầy đủ cả đệm lưng và cổ, tạo cái cảm giác dễ chịu khi ngồi. Nói chung thì sau một thời gian sử dụng và với số tiền hơn một củ khoai bỏ ra thì đây thực sự là một chiếc ghế gaming tốt, phù hợp với mọi lứa tuổi. Mọi người có thể tham khảo nhé. Thấy bộ sofa cũ định vứt đi, bất ngờ khi biết giá thật gần 100 triệu. Không biết có phải 100 triệu thật không, nhưng mà đấy là cái nhận định của anh thợ da xăm chỗ này. Ban đầu lúc mua nhà thì anh chủ cũ có để lại cho mình cái bộ ghế sofa, thấy da nổ lát tươm rồi. Ban đầu là mình định vứt đi rồi đấy, may sao linh cảm mách bảo là thôi kệ, cứ để đấy rồi sau tính. Ai dè đến giờ mới thấy đúng sự lựa chọn thông minh luôn. Thay vì mua sofa mới thì mình quyết định bọc lại cái da ghế cũ cho tiết kiệm. Thợ đến kiểm tra thì mới biết là nó có giá trị rất là cao, bảo bộ này mua mới cả 100 triệu cũng nên. Lúc đó thì mình trong đầu nghĩ nè, thôi bốc phét ít thôi ông ạ. Nhưng mà dần dần cũng phải tin, mặc dù bộ này cũng đã được bọc lại da giả bò một lần rồi, nhưng mà cái bộ khung vẫn là xịn sò bằng gỗ thông luôn, không lò xo thì cũng vẫn chắc chắn. Ban đầu mình có hỏi báo giá ba cái ghế rách này thì có chỗ báo tận 10 mấy triệu bằng da bò thật, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tính kinh tế nên mình lựa chọn cái da thường thôi. Vài năm mà ghế còn ngon thì lại bọc lại tiếp, mà hỏng rồi thì vứt đi. Lúc đầu thì mình nghĩ là may vá thì là phụ nữ thôi, ai dè ba anh xăm chỗ đến luôn. Lúc đầu thì cũng rén đấy, nghĩ là không biết mấy ông này có làm được việc không, nhưng đúng kiểu là đàn ông mà đã khéo thì phụ nữ không theo kịp được. May đo cắt bấm thì các anh làm được hết. Tổng của mình thì hết 5 củ mà được tận 3 anh làm siêu cẩn thận luôn. Cơ mà nhiều lúc mình thấy thắc mắc là làm mấy cái này bụi vải bụi bông rồi rất là nhiều luôn, mà không anh nào đeo khẩu trang, chứ mình ngồi một tí là sổ mũi luôn. Đến cái máy lọc không khí nhà mình cũng đỏ lòm luôn như thế này cơ mà. Làm 3 cái ghế thì mình tưởng nhanh mà 2 ngày mới xong nhá, nhưng mà xong rồi thì khỏi chê luôn. Nó không hoàn toàn được đẹp 100%, nhưng mà có 5 củ thôi mà được như thế này là quá ưng rồi. Tính đi tính lại thì mình thấy 5 triệu mà chia cho 3 anh mà tới tận 2 ngày thì chắc chẳng được mấy đồng. Nên thôi mình làm clip này để bác nào có nhu cầu bọc ra ghế thì ủng hộ 3 anh giai xăm chỗ nhà Trung Đức sofa này nhá. Cái gì vậy bà nội? Lần đầu tiên thấy mấy anh xăm chỗ đi may vá kể cũng sốc thật ý. Đúng kiểu là đàn ông mà đã không làm gì thì thôi, chứ đã làm thì kể cả là may vá cũng không thua kém gì phụ nữ mọi người ạ. Thậm chí là còn khéo và đẹp hơn nhiều ấy. Nhưng lạ cái là không có anh nào đeo khẩu trang cả. Rõ ràng là công việc rất đặc thù, may đo thì rất nhiều bụi vải. Đến cái máy lọc không khí nhà mình cũng chuyển sang đỏ lom như thế này thì là đủ biết rồi. Bình thường thì nếu không khí sạch và không ô nhiễm thì nó sẽ có màu xanh, màu vàng là ít ô nhiễm hơn. Đặc biệt là màu đỏ là cực kỳ là bụi bẩn luôn. Trước đây mình cũng không nghĩ là máy lọc không khí có tác dụng, cho đến khi được trải nghiệm và dùng thử thì không tin cũng phải tin. Một chiếc máy lọc không khí giá rẻ của Xiaomi mà bất cứ ai cũng có thể mua. Nó nhỏ gọn như thế này nên có thể mang đặt bất cứ đâu. Trên thân máy thì là màn hình cảm ứng rất dễ dàng để bấm chọn và sử dụng. Ngoài ra còn có thể kết nối wifi để điều khiển qua app từ xa lúc vắng nhà. Máy nhỏ như thế này thôi nhưng công suất lọc khá là mạnh luôn nhá, phù hợp cả cho không gian tới 27m². Phần quan trọng và cũng là đắt nhất của máy chính là lõi lọc HEPA 3 lớp, có thể lọc được khói bụi, lông chó mèo và cả là bụi mịn siêu nhỏ cũng có thể lọc được tốt. Chế độ ban đêm của máy thì cực kỳ là êm luôn, gần như độ ồn là không có, cộng thêm với điện năng tiêu thụ rất là ít nên mọi người có thể bật suốt kể cả trong lúc ngủ. Hiện tại thì không khí đang ngày càng ô nhiễm, vậy nên mỗi gia đình nên sở hữu cho mình một em máy lọc không khí, ví dụ như em Xiaomi 4 Compact này. Khi mua thì mọi người sẽ có rất nhiều voucher ưu đãi nhân dịp Super Grand Opening Day diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Mọi người nhớ nhanh tay sở hữu nhé. Bố khỉ, cái ngày xưa yêu nhau thì mật khẩu Facebook Zalo phải cho nhau mới là chung thủy. Bây giờ thì bọn trẻ nó có cần đâu. Màn hình của anh có cái gì nhá thì màn hình của em cũng hiện cái đấy. Anh nhắn tin với ai thì em cũng thấy hết trên điện thoại của em, bằng cách là phản chiếu màn hình của anh trên cái máy điện thoại của em mọi lúc mọi nơi luôn. Anh mà có đang ở đâu với ai thì em cũng ngay lập tức truy cập vào camera của anh để biết anh đang làm gì. Nói chung là bây giờ dễ lắm. Thậm chí là em nhắn tin mà anh cố tình không trả lời em thì em viết hẳn lên cái màn hình của anh để cho nó rõ như thế này. Anh hết đường lươn lẹo, mở màn hình lên là thấy luôn. Bảo sao bây giờ các cặp đôi yêu nhau thấy hạnh phúc thật. Cái ứng dụng Get Kids này thì chủ yếu giúp cha mẹ kiểm soát việc nuôi dạy trẻ em cho đúng cách, hạn chế việc chơi game này và tránh xa những cái tệ nạn. Đặc biệt mình thấy chức năng live painting này rất là hay. Mình có thể vẽ trực tiếp và gửi thông tin ngay lập tức lên màn hình của đối phương bằng tin nhắn, hình vẽ hay hình ảnh đều được hết. Cứ bật màn hình lên là trẻ em có thể nhận ngay được thông tin. Phải công nhận là cái app này rất cần thiết cho các cặp đôi đang yêu nhau để có một cái tình yêu hạnh phúc. Vậy nên mọi người nhớ tham khảo để trải nghiệm nhé. Chải răng sạch và hiệu quả hơn gấp 3 lần bình thường mà không phải ai cũng biết.
Thay vì chọn bàn chải một mặt như thông thường thì mọi người nên chọn bàn chải ba mặt, nghĩa là cùng một động tác chải có thể làm sạch cả ba mặt của răng, giúp chải răng vừa nhanh vừa sạch hơn gấp 3 lần thông thường. Dùng bàn chải thông thường thì nhiều khi vội quên đánh mặt trong của răng, sẽ sót thức ăn hay là cao răng nên miệng rất hay có mùi. Không tin thì mọi người cứ thử mà xem. Còn bàn chải ba đầu thì khác, lông bàn chải nó mềm mịn, đầu bàn chải ngắn nên có thể len lỏi và làm sạch tận góc trong của răng khôn. Phía sau thiết kế nhiều hạt nhỏ có thể làm sạch bề mặt lưỡi. Chải răng đúng cách như thế này thì miệng sẽ thơm hơn, nói chuyện hay là hôn người yêu cũng rất là tự tin luôn. Một hộp 4 chiếc như thế này mà có vài chục ngàn và được miễn phí ship, vợ chồng con cái mỗi người một chiếc, chăm sóc răng miệng sạch sẽ quá tiện mọi người ơi.